Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên xin cho phép Khánh Phương được gửi lời chào đến các cô chú, các anh chị và các bạn trong cộng đồng Lăng Nghiêm. Hôm nay Khánh Phương xin được kể lại chặng đường đã qua từ một người không theo một tôn giáo nào hết, dưới sự dẫn dắt và gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên cùng tất cả những chúng sanh hữu tình trong mười phương, đã trở thành người trường chay và bắt đầu tu tập dưới giáo pháp của Như Lai. Sự kiện thứ nhất, mình đã bỏ nhậu trong một năm và linh ứng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào ngày mùng 5 Tết 2015, mình có nhậu say sưa từ trưa tới tối và hậu quả là bị té dập đầu ngay trước cổng nhà. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện. Theo như lời bác sĩ ghi lại trong bệnh án là ca chấn thương sọ não nhưng không nặng lắm. Sau 2 ngày thì được xuất viện, nhưng bác sĩ có dặn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu thì phải ra kiểm tra ngay vì sợ bị tụ máu. Sau khi về buổi chiều thì mình còn đi dạo cho khuây khỏa, nhưng tối thì đúng là lên cơn sốt cao, đầu đau như búa bổ, không sao mà ngủ được. Lúc đó thì mình rất sợ chết, chẳng biết làm sao vì nghỉ nhà cách bệnh viện rất là xa, mà những ca như vậy thì thường rất là khó chữa. Đột nhiên mình liền cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và nguyện rằng nếu như con vượt qua được kiếp nạn này thì con hứa từ nay sẽ không bao giờ nhậu nữa. Mới xin xong vậy nhưng mà sau đó mình lại nghĩ không bao giờ nhậu thì hơi khó, nên đổi lại là thôi cho con không nhậu trong vòng 1 năm đi. May mắn sao là lúc đó mình hạ sốt và đầu bớt đau, mình ngủ được một mạch tới sáng. Và ra đi kiểm tra lại ở bệnh viện thì bác sĩ bảo là chỉ bị viêm amidan nên gây ra sốt và đau đầu thôi. Quái là lạ, mình nghĩ như vậy. Và nửa thì tin Ngài Quán Thế Âm cứu mạng, nửa thì nghĩ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Nhưng mà cũng hơi sợ và bắt đầu thực hiện cái lời thề mà không nhậu trong vòng 1 năm của mình. Sự kiện thứ hai, mình đã phá lời thề 3 lần và bắt đầu ăn chay. Thì kể từ đó trở đi thì mình không uống bia rượu với công ty hay bạn bè nữa. Cho đến khi về thăm nhà thì do mình ngại không dám nói ra vì sợ nhà mình không có tin, nên mình phải chấp nhận là nhậu với cha và các chú với anh em. Thì trước đó là mình có xin Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho phép mình phá lệ một lần vì gia đình. Thì sau khi uống thì bụng mình có hơi đau một chút nhưng không đáng kể. Cái lần thứ hai mình phá lời thề mà nhậu là lần đó là qua nhà bạn chơi. Xong rồi nể quá nên mình phá lời thề. Và lần này thì kết cục là mình bụng mình đau quằn quại như là sống đi chết lại vậy á. Thì lần này thì nửa thì mình nghĩ là bị trừng phạt nên mình hối lỗi. Nhưng mà một nửa thì mình nghĩ là lâu quá rồi mình không uống, cho nên là bị sốc rượu thôi. Mình chịu đau đớn từ sáng tới trưa thì có bớt. Lần thứ ba thì lần này cũng xuống nhà bạn chơi và không biết vì sao mình lại nhậu. Thì lần này bụng thì còn đau hơn lần trước. Và lần này thì mình phát nguyện hối lỗi và mình xin là sẽ ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng 1 mỗi tháng. Lúc này sau khi mà hết đau đớn và tỉnh lại thì mình đã quyết định là sẽ thực hiện lời thề không nhậu cho đến hết năm và bắt đầu ăn chay một tháng, như vậy thì 2 ngày. Và thời điểm này thì mình bắt đầu và tin thực sự vào một cõi vô hình. Sự kiện thứ ba là mình bắt đầu bước vào quá trình chay kỳ. Thì kể từ khi mà mình bắt đầu ăn chay tháng 2 ngày á, thì sau khi mà gặp khó khăn về công việc này, về bệnh tật này hay bất cứ một việc gì đó thì mình lại nguyện tăng thêm số lượng ngày chay trên tháng vào đó. Thì cho đến khi mà đủ 16 ngày một tháng á, tức là 6 ngày cố định vào 14, 15, 16, 30, mùng 1, mùng 2 và 10 ngày không có cố định, miễn sao là đủ 16 ngày, thì mỗi lần mà mình cầu xin điều gì thì mình luôn được như ước nguyện. Cộng thêm là cái việc mà đã bị phạt nên khi phá lệ thì mình giữ số lượng ngày chay rất là đầy đủ. Sự kiện thứ tư là chay trường. Trải qua gần nửa năm chay kỳ như vậy thì
mình vẫn chưa thực sự là học đạo, mà chỉ là mình cầu xin và mình nguyện thì mình trả lễ thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà xin là được, cho nên mình thực sự rất là tin. Cũng có thể nói là mê tín cũng đúng. Cho đến tháng 5 2016 thì mình đi đá bóng thì mình bị gãy chân. Mình gãy xương mác ở chân cho nên nằm nó khoảng 6 tuần là đi lại được bình thường. Trong 6 tuần này thì khá là rảnh rỗi cho nên mình bắt đầu nghe pháp, rồi mình xem phim hoạt hình mà Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thì kể từ đây á là mình đã hiểu tại sao mình không nên sát sanh hại mạng và những lợi ích khi mà mình giữ trường chay nhưng mà không dám nguyện là ăn chay trường. Thì đang lúc mà gãy chân đó thì mình nghe tin là mẹ và ông nội của mình bị ốm. Thì đây là một bước ngoặt rất quan trọng cho cái quyết định ăn chay trường của mình. Mình quyết định giấu gia đình mình sẽ ăn chay trường ở Sài Gòn, nhưng mà khi về nhà thì mình sẽ ăn mặn lại với gia đình cũng được. Nhưng mà lạ một cái là dù mình không nói với dòng họ nhưng mà cái người ta vẫn lan truyền với nhau và nói là mình đã ăn chay trường và không còn nhậu nữa, mà chẳng có ai cấm đoán hay là bài xích gì nhiều về việc này. Chỉ có mẹ mình là lo cho con, mà nếu mà ăn như vậy thì sợ không đủ chất, cho nên đôi khi mà la mắng mình. Thì mọi chuyện cứ như vậy là đi vào quỹ đạo, mình đã ăn chay và mình không còn nhậu nhẹt gì nữa hết. Mình xin kể ra cái sự gia trì của chư Phật. Thì mới đầu thực hiện ăn chay trường thì vấn đề sợ nhất là nguồn thức ăn. Tại vì trước giờ mình ăn mặn mà, cho nên mình không biết quán chay ở đâu. Và mình kiếm mãi mà không thấy quán nào hết á. Ăn thì mình sợ thiếu chất. Và như thế là mình phải xin với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì. Lạ thay thì trên cái đường đi làm á, bình thường mình không thấy bóng dáng của tiệm cơm chay nào hết. Trước giờ là mình đã cố tìm rồi nhưng mà không ra. Hoặc là khi đi chơi hay đi đâu thì mình cũng có, nhưng mà có tìm nhưng mà không thấy. Thì sau khi mà mình xin với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì kể từ đó trở đi là mình đi đến đâu, mình cũng đi xa hay là đi gần hay là đi đâu thì mình cũng có cái quán cơm chay nó ở cái địa điểm rất là gần cho mình, để cho mình có thể ăn và có thể nuôi được cái bản thân của mình hàng ngày. Thật sự là cảm giác đó rất là khó tả. Rồi trong cuộc đời thì tự nhiên Phương lại được gặp những người mà họ chỉ xuất hiện qua một tuần hay vài lần gì đó thôi, để chỉ cho mình cái chỗ mà có quán cơm chay họ hay ăn thôi, rồi động viên cho mình thì để cho mình vượt qua được những cái khoảng thời gian đó. Và những người đó họ có động viên cho mình là cố gắng lên, vượt qua 2 năm đầu thôi thì cơ thể nó sẽ quen và khỏe mạnh. Rồi bỗng nhiên là họ cứ biến mất như vậy đó. Và tới giờ thì mình thực sự cũng chưa gặp lại những người đó nữa. Cho đến bây giờ thì cũng gần 3 năm rồi. Kể từ khi trường chay thì mình đã rút ra được một số lý do mà mình nên trường chay, xin được chia sẻ. Thứ nhất là thân thể rất là nhẹ nhàng và ít khi mà bị bệnh vặt. Thứ hai là kiềm chế tốt cảm xúc của cá nhân, ít nóng giận. Nếu mà thực sự kiêng ngũ vị tân như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu thì càng hiệu quả. Thứ ba là mình khai tâm từ bi, yêu thương muôn loài, mình đi đâu mình cũng được vui vẻ. Thứ tư là không còn mình phải lo sợ cái món nợ sanh mạng của chúng sanh nữa. Thứ năm là mình không phải sợ giết hại, mình ăn nhầm vào người thân, bạn bè của mình từ kiếp trước, hoặc xa hơn là các chúng sanh đang trong cái quá trình mà tu tập thành Phật. Thứ sáu là mình luôn được che chở và được dìu dắt trên con đường mà đi tìm chân lý. Thứ bảy là bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Mình được biết thì cái lượng rác thải mà lẫn nguồn thức ăn để mà chăn nuôi á, thì phá hủy thiên nhiên và rất là nguy hiểm đến an ninh lương thực trong tương lai gần. Thứ tám là mình có thể nhìn rõ được nhân quả báo ứng xảy ra xung quanh bản thân. Trên đây là một số cái chia sẻ của mình. Thì nguyện cúi xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên cùng tất cả những chúng sanh hữu tình trong mười phương từ bi thương xót, chứng minh cho câu chuyện của con có thể giúp cho những ai chưa có động lực để trường chay thì sẽ có động lực để thực hiện cái việc trường chay. Chưa cảm nhận được sự hiện diện, sự linh ứng của Phật, Pháp, Tăng thì sẽ sớm cảm nhận được sự hiện diện, sự linh ứng của Phật, Pháp, Tăng, để từ nay chúng con sẽ vững bước và tinh tấn trên con đường tu tập dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nay con hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự tâm, học đòi theo bậc triết nhân, dùng tạm rau trái nuôi thân qua ngày. Nam mô A Di Đà Phật.